Hoa hậu hoàn vũ thế giới, một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Hương Phạm Việt Nam. Rất nhiều gương mặt đã góp phần tạo nên dấu ấn lịch sử trong cuộc đua sắc đẹp nổi tiếng toàn cầu diễn ra suốt hơn 6 tập kỳ. Một cuộc thi sắc đẹp được diễn ra hàng năm với hơn 1 tỷ người quan tâm và theo dõi. Ngôi vị cao nhất chỉ dành cho người xứng đáng nhất. Việt Nam, nơi bình minh luôn hiện diện trên mọi miền đất nước, là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Welcome to Việt Nam! Chúng tôi tự hào đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008 với sự tham dự của tất cả 80 thí sinh được truyền hình trực tiếp đến gần 190 quốc gia. Năm 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức tại Diamond Bay City, Nha Trang, Việt Nam, được tổ chức thành công bởi công ty Hoàn vũ Sài Gòn, đơn vị nắm giữ bản quyền của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tại Việt Nam. Uy tín, đẳng cấp, chuyên nghiệp. Đã đem đến thành công của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 gọi tên thí sinh Phan Thị Hương. Năm 2017, cuộc hội ngộ đỉnh cao của sắc đẹp và tài năng đã quay trở lại, gợi cảm, mạnh mẽ, tự tin. Đó là ai trong số các bạn? Đó sẽ là một người đẹp, truyền cảm hứng tích cực, ảnh hưởng tốt cộng đồng. Ai sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá? Ai sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017? Việt Nam. Đó có thể là bạn. Đăng ký dự thi ngay tại website hoahauhoanvuvietnam.com.